Ví dụ như cơm, đó là thật, nhưng nếu chẳng ai ăn cơm thì cũng biến thành giả. Nếu ăn cơm thì có thể chữa được bệnh đói, do đó tôi chủ trường thật thật tại tại tu hành, biết nghĩa kinh thì y theo pháp tu hành. Vào đời nhà mình có vị thiền sư Long Khố, Ngài là một hòa thượng, chẳng biết chữ, chỉ biết tu hành, chẳng biết tụng kinh. Một ngày nọ gặp một vị thiện tri thức, chỉ thị pháp môn tu hành, tham câu niệm Phật là ai. Ngài bèn đến động núi tu hành mà được khai ngộ, về sau đến Bắc Kinh làm lễ cầu siêu cho mẹ của ông vua, được siêu độ thăng lên cõi trời. Ông vua rất hoan hỉ, tặng cho hiệu, khố nhất điều. Về sau, mọi người gọi là Long Khố Thiền Sư. Vị Long Khố Thiền Sư này đã khai mở ngũ nhãn chứng lục thông khi Ngài đến Hoàng Cung, thì ông vua muốn thử Ngài có phải thật là cao tăng không? Bèn đào dưới đất chôn quyển kinh kim cang ở trước cửa hoàng cung. Khi ngài đi vào cửa, thì ngài chắp tay cung kính mà chẳng bước vào cửa. Ông vua biết ngay, ngài là bậc cao tăng, lại thử nghiệm định lực của ngài như thế nào. Bèn sai hai người cung nữ tắm rửa cho ngài, mà ngài chẳng động tâm. Một ngày nọ hoàng đế và ngài cùng đến vườn ngự uyển để thưởng thức kỳ hoa dị thảo, mà ngài chẳng hứng thú chỉ có bảo tháp ở trong vườn là ngài hứng thú. Hoàng đế bèn dâng tặng cho ngài. Ngài dùng thần thông bỏ vào trong tay áo đỏng vân mà đi. Câu chuyện này là nói sự tu hành hơn hết tất cả. Chúng ta có thể không bị cảnh giới làm lai chuyển chăng? Nếu không thì phải mau tham câu niệm Phật là ai? Hòa thượng Hư Vân có nói là miệng niệm hay là tâm niệm? Nếu không miệng niệm thì sao ngủ chẳng niệm nếu tâm niệm tại sao chết chẳng niệm do đó mọi người cố gắng tham đừng khởi vọng tưởng thần thông có hai thứ một là thần thông khoa học một là thần thông tự nhiên hiện nay máy vô tuyến điện là thần thông khoa học năm năm sau càng tiến bộ hơn song không thể liễu sinh thoát tử lại thần thông máy truyền hình máy nồi đạt ra đa tùy cũng biến hóa diệu dụng nhưng đó là thần thông của con người làm, chứ chẳng phải thần thông tự nhiên, thần thông mà chúng ta mong cầu. Là thần thông tự nhiên chứ chẳng phải thần thông do con người làm. Cho nên, đừng thưởng thức tiết mục trên truyền hình, vì nó hay khiến cho bạn sinh tâm thối chuyển. Một khi bạn chứng được ngũ nhãn, thì sẽ nhìn thấy được hết thảy cảnh giới của ba ngàn đại thiên thế giới. Hiện ra trước mắt rất rõ ràng, đó mới là thật hưởng thụ rồi ở phương đông đều hóa làm tòa sư tử đủ thứ hòa quang mì tạng mỗi vị bồ tát đều ngồi kiết giả trên đó